Và cái kỹ năng đầu tiên anh nghĩ thế này này, nhiều bạn, anh hỏi nhiều bạn là vậy trước khi học guitar thì phải học cái gì? Em nghĩ là chỉnh dây đàn, em nghĩ là phải làm này. Không, hãy hiểu về chính người bạn của chúng ta thông qua hiểu cấu tạo của nó. Đấy mới là cái bài học đầu tiên về guitar trong cái cuộc đời này. Không phải là bài học đầu tiên là mua đàn ở đâu, đàn gì, có những loại đàn gì. Đừng, hãy hiểu về nguyên lý của nó. Một khi chúng ta hiểu về nguyên lý của nó này, có các tác dụng là gì? Chúng ta sẽ làm chủ được cái này.